nguyên cục lửa vậy. Dạ. Ở bên lớn nè. Dạ. Để dùng cái nhân dùng ngực cái nắm cơ bằng nắm như là như cục lửa bay vô mình cào bỏng tôi củi. Dạ. Nói chừng mà tôi tháo cái vỡ cái áo ra đó. Dạ. Là một quầng xanh đen nè. Dạ. Gan hết. Giờ kệ nó cũng thôi chứ làm gì. Yeah. Có chết đôi đồng tôi. Cái gì cũng không qua là mình làm minh chánh ngay thẳng. Yeah. Là có thằng Minh hỗ trợ. Nó có nhiều. Tôi cũng bị nhiều thầy bùa hại lắm á. Dạ. Là có bùa thật không ba? Họ làm cho nhiều lần lắm á. Dạ. Là giữa họ là họ tới để họ hại trực tiếp hay là thông qua một cái người nào đó không ba? Đúng, thông qua họ làm trực tiếp luôn á. Dạ. Tôi ngồi gì nè. Dạ. Nguyên làm như đâu nguyên cục lửa vậy. Yeah. Ở bên lớn nè. Yeah. Để dùng ngực cái nắm cơ bằng nắm như cục lửa bay vô mình cào bỏng tôi củi. Yeah. Nói chừng mà tôi tháo cái vỡ cái áo ra đó. Yeah. Là một quầng xanh đen nè. Yeah. Gan hết. Giờ kệ nó cũng thôi chứ làm gì. Yeah. Có chết đôi đồng tôi dạ. Lâu chưa không ba, chuyện nó xảy ra lâu chưa? Tôi bị hoài em ơi. Yeah. Tôi bị họ mấy người thầy bùa người lỗ ban á. Yeah. Đánh lén bừa lại nhiều. Yeah. Là bùa lỗ ban là có thật không ba? Thì nói vậy á thì theo hồi xưa tới giờ thì ông bà thì nói vậy chứ còn tôi có thấy có biết gì đâu. Yeah. Đó, thì nói bùa lỗ ban mình hay bùa lỗ ban nữa có. Yeah. Tôi có thấy mấy thầy bùa nó ra sao đâu. Như bùa lỗ ban xuất phát từ đâu không ba? Mình không rành đâu em á. Yeah. Bây giờ đời này nó thật sự ra là nó tam cao thất bổn rồi. Dạ yeah, đúng rồi. Yeah. Chứ trước đời ông bà của tôi á, thì tôi nghe nói thì họ luyện dù họ gì dữ lắm. Dạ. Yeah. Thì chỉ mình nghe thôi chứ yeah. Còn thấy thì tôi không thấy. Dạ. Yeah. Mà nghe nói là cái chữ bùa đó vẽ cái chữ đó làm sao nó phải ngồi tịnh luyện chừng nào mà cái chữ đó nó từ cái không mà nó xuất hiện thành có. Yeah. Là nó mới có hiện hiện mới sai khiến được. Yeah. Mà tôi thời buổi này giờ tôi thấy hiếm lắm. Dạ yeah, đúng rồi. Mà chỉ nghe nói thôi chứ còn tôi thật mắt thấy tai nghe thì tôi chưa thấy chưa biết. Dạ. Nhưng người ta dùng cái đó là để mà đối phó với ông ba là có rồi đó. Ừ, nó ngay tôi chứ. Yeah. Mà coi tôi cũng bị ấy hoài mà thôi nhờ tôi niệm Phật. Yeah. Tôi chỉ có ông Phật thôi. Yeah. Rồi niệm chú của ông Phật mà vậy thôi chứ tôi chẳng biết cái gì khác á. Yeah. Hay là hoặc nó gì đó ông khó chịu thì tôi ngồi chấp bằng. Yeah. Tôi lỗ mũi tôi hít sâu lên đỉnh. Yeah. À, rồi hít cái hơi thở đó sâu lên đỉnh, hít sâu lên cái tôi nén lại vài ba giây. Yeah. Rồi bắt đầu dẫn khí được xuống đường xương sống dần xuống hết tới xương khô, mình nén lại vài giây. Yeah. Bắt đầu thở ra miệng. Yeah. Đó, làm liên tục gì đó. À, rồi làm liên tục vài một lát cái nó thoát mồ hôi, nó thoát ra cái. Yeah. Thì nó khỏe. Yeah. Yeah. Chứ cái tôi đó giờ là chỉ có nhiều đó thôi. Yeah. Còn
tôi bị tôi biết họ họ làm tôi thì tôi tập trung, tôi nè tôi ngồi sắp bằng lại ngồi kiết già đó, rồi tâm tôi tập trung, tôi tưởng tôi chỉ biết niệm Phật, rồi tôi hít cái không khí hít sâu lỗ mũi hít thẳng sâu lên rồi đem lên đỉnh, rồi nín thở lại vài giây, cái vừa bắt đầu lên cho nó chuyển chuyển không khí, chuyển ở trên này nó chuyển vừa dẫn khí xuống đường xuống sông, tôi gọi là luyện khí thần. À, còn khoa học đó là nó khí công. Để mình dẫn kiến mình khí đó là mình lấy thanh diệt được vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng có biết gì ai làm gì làm. Muốn gì muốn thì tôi chỉ có bao nhiêu đó rồi tôi sống. Dù tôi nó ngay thường xuyên thì khỏe lắm, mà bận quá nhiều khi chuyện này chuyện kia quá dù quên không có hít không khí nhiều á thì nó quải, rồi lúc nào mà ấy là làm được cái tiền được nó thoát mồ hôi ra được á. Nhưng con cái điểm này á, em hít tới hít lui được vài ba bận cái em tập trung tư tưởng. Em cái đỉnh nào mà vừa tầm với em đó, em tập trung đó, em tưởng Đức Phật, hay là tập trung tư tưởng em tưởng Quan Âm, tập trung thẳng vô vô vừa tầm với cái nhãn quan mình, đó, em hít sâu vô, cái tâm em nói con tưởng có thầy, thân con nặng mạnh, làm đi làm lại vài ba lần cho nó thật tình là sâu quá, một chút xíu cho nó thoát mồ hôi, thoát ra rồi nó khỏe, khỏe kỳ khâu luôn á, nhẹ nhàng mà nó khỏe ra rồi là làm như không có gì nữa, đó là gọi là khoa học thì nó khí công, còn đạo thì nó khí thần, vậy thôi chứ có gì. Thật sự với em cuộc đời của tôi thì tôi sống có nhiều đó. Nhờ anh, nhờ có cái thần lực mà nó có nhẹ nhàng được là tôi nhờ tôi sống nhiều. Nó thật sự mình có sao mình nói vậy, không giấu giếm anh em cô bác nào. Thứ hai nữa mình ý tôi cũng muốn nói để cho anh chị để tập sự để mà để tập sự để rèn luyện những cái đó là của sự sống của con người. Đó là khoa học chứ không có nói mù mờ hay là hoặc có dạng mê tín, không phải. Tôi mê tín quá tôi không thích. Mình tu cũng vậy, mình biết tu chứ đừng mê tu. Mê tu dễ bị là lầm lạc. Thank you.